cáo hay quá. Anh làm một lần nữa được không anh? Món ăn mà khác biệt nhất của năm này đó mọi người là món ăn đường phố này là legit. Cơm quẹt đường phố nhà quê. Và đây là những ngày cuối cùng của Night Market, không biết nữa, ngon không? Good. Chào Khang Bia ở đây, không chào bán bia thì những người này như nghe nói là đừng bán bia. Nhưng mà ở đây mình có thấy là security rất là kỹ nè mọi người. Vì họ kỹ cái car không có license. Đây là trà mà tưởng là bia. Và hôm nay là gần cuối tháng 8. Và hôm nay đặc biệt mình có cơ hội Khang sẽ cuối cùng mình cũng đã có cơ hội đã được đi tới chợ đêm tại Phúc Lộc Thọ. Và xin khán giả, có gì đặc biệt năm này không? Thì mỗi năm Khang đều đi nhưng mà năm nay Khang bận nên không được đi. Và bây giờ mình sẽ đi Năng và mình sẽ tìm hiểu thêm nay có món ăn gì đặc biệt không khán giả. Cùng theo Khang Năng, let's go. Bây giờ không phải chỉ có tiệm thôi mà có bàn ghế ngồi nữa mọi người. Sau một năm và hôm nay Khang và gia đình sẽ kiếm những món ăn đặc biệt đường phố của người Việt Nam mình tại hội chợ đêm tại Phước Lộc Thọ. Nhưng mà mình không có thể nào không chú ý được những tiệm bán đồ chơi, những tiệm quảng cáo rất là nhiều tại năm nay. Xin khán giả cùng tiếp tục theo dõi nha. Món ăn đầu tiên này gọi là potato gì vậy? Tornado. Và cái chỗ này nó làm không ngon. Tại sao không thích thấy thịt chết? Nó rất là nèo. Oh. Ăn cho vui thôi. We have better. Good guy, món ăn số 1 right?
Nên á, ngon không? Bây giờ Văn đang tìm những món ăn đặc biệt ở tại dĩ nhiên có những đồ nơi mà quen thuộc là chỗ mực nướng, nhưng mà kỳ này mình sẽ không thử mực nướng nè mọi người. Ai muốn coi mình ăn mực nướng coi những video khác nè. Cảm ơn. Và bây giờ để mình nói một chút về chợ đêm Phước Lộc Thọ nè mọi người. Thì chợ đêm Phước Lộc Thọ hay gọi là Asian Garden Mall Night Market được nằm tại khu vực Little Saigon, Westminster, California. Đây là một địa điểm nổi bật trong cộng đồng người Việt tại miền Nam California. Và đây cũng là một trong những chợ đêm lớn và nổi tiếng nhất trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Chợ đêm Asian Garden Mall đã được khai trương vào khoảng năm 2011 và mỗi năm đều mở từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 9, từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối. Thì nếu khán giả nào mà đang xem video này có thể là nó đã sau khi chợ đêm đã đóng cửa rồi. Nhưng mà không sao, cái này là Khang để lại những kỷ niệm, những cái gì mà họ có ở đây. Đặc biệt đây có những món ăn quen thuộc, gỏi gà, bún bò Huế, cháy, khoe quẹt. Và cuối cùng mình cũng sẽ thưởng thức bánh khọt. Lần đầu tiên mình đi Night Market ở tại Little Saigon, Asian Garden Mall. Mình sẽ thử bánh khọt nè mọi người. Sẽ ra sao? Món ăn đầu tiên mình sẽ thử. Thứ hai, giống như mình tính cái potato twister. Bánh khọt. You guys wanna try some? Yeah, never open up. Này 15 đồng quá. 15 đồng. 15 đồng một dĩa, như là bánh xèo nhỏ hơn bánh khọt. À, bánh khọt thì nói chung mình sẽ thử nè mọi người. Lần đầu tiên mình đi night market ở đây mà mình ăn bánh khọt. Yeah, right. Yeah, first time. Mình biết bánh khọt là gì nhưng mà mình chưa bao giờ mua ở đây thì ra sao? Tại những cái món ăn kia là mình đã thử bình thường rồi. Và bây giờ đã sao Dương? You too careful Dương. Too much oil. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Ăn đi Dương, ăn thử nhanh lên, nhanh lên. Nó còn nóng nè. Yummy. Oh, what's up? Này bánh xèo hả? Bánh xèo này đó. I think bánh xèo would be better. Bánh khọt nó mềm quá. Bánh khọt bao nhiêu đồng Dương, quên rồi. 15 đồng. Dạ nó mềm quá. I prefer bánh căng hơn, bánh căng nó dày hơn. Hả? Huh? It's just cooked, mới á. Yeah. Thu gai gặp người quen, gặp nhiều người quen quá. Typical, cái này mới nè, chim cúc nè, thăm mệt. Ngon không? How much is it, thăm mệt? $15 for... $15, 5 miếng, 5 miếng nữa. Ờ, mực thì bình thường rồi sao? Mực là bao nhiêu? 10 đồng. Không đi vậy? Ngon hơn ở bên Denmark không?
chính trúc. Good snack. Ok, và bây giờ mình sẽ thử món đặc biệt ở đây là nghĩ năm này là cơm quẹt nè mọi người, sẽ ra sao. Giờ mình sẽ tiếp tục mình đi xuống như này nè. Thì năm nay thấy Khang nghĩ thì hình như dân hàng bán đồ ăn ít hơn là những cái dân hàng trò chơi ở đây, như là bán những cái đồ thôi cho con nít. Và mình sẽ thử những cái món đặc biệt, những cái món mà ít khi mình được ăn hay là ít khi có mặt ở tại Night Market ở đây. Thì giờ mình sẽ theo dõi nè mọi người. Mình đã ăn bánh khọt, mình ăn chim cút rồi. Bây giờ mình sẽ thử cơm quẹt sẽ ra sao. Dạ dạ mama, dạ phương ra. Thử bỏ lại lâu đi David. But bỏ lại lâu ở Mỹ nó ngon hơn David. Oh David ngon David. Better than Denmark. I can't say. But Denmark nó có cái này không? Night Market. Nó có kiểu Night Market đâu. Không mà, ít thôi mà. Bà là lốt dưới dưa chua. Thì nước này nước chấm hả Dân? Nước mè. Mè ngọt. Ngon chưa Navy? Số 1. Này là bò lá lốt mọi người. Let me try mama. Và bây giờ mình sẽ chấm nước mè nè. Nước mè này nó ngọt không? Tại nãy mình cảm thấy nó là ngon ha, để về ngon. Ngon. Good, very good. Thăm mình ăn toàn những đồ ngon mà. Chuối nướng. Cơm cháy kho quẹt thịt nướng. Cháy kho quẹt thịt nướng. 12 đồng hả? Không đủ tiền. Lấy thêm tiền cho. Yeah. 12 đồng mọi người. 12 đồng. $12, you, I need $2 more. Why? 12 đồng. 10 đồng không đủ. Cần thêm tiền. Chỗ này là nghèo rồi. Có đủ tiền không? They don't take card? No, do all cash, yeah, tính hơn. Ngon thầm ạ. Cái này ăn rồi, ngon không? Sao anh làm? 12 đồng. Cơm quẹt nha anh. Ăn cơm quẹt. Yeah, thank you anh. Yeah.
là cơm màu xanh, chắc là nướng lên, làm lên cơm lá dứa, đúng rồi, cảm ơn cô. Nhìn cái chữ không thấy, cơm lá dứa và khoai quẹt, đây là khoai quẹt mọi người. Và sau đó họ sẽ check lên với trà bông. I see. Đang làm cơm quẹt cho cái này của mình đó mọi người ơi. Cái này đặc biệt năm nay mới năng ở đây, Khang để ý ít khi mình thấy. Mình sẽ chờ cơm quẹt mình để ra sao. Cơm quẹt kiểu Mỹ nè, cơm quẹt kiểu Mỹ. Dạ, yeah, người mẫu. Người mẫu nấu cơm quẹt. Cao hay quá. Anh làm một lần nữa được không anh? Chúc mọi người nào mà chưa có ngồi ra đây thì nó rất là cái không khí rất là vui lắm. Cái gì vậy chị? Cô chú đây những người lớn. Nói chung là nói mấy chuyện rất là vui. Thì cái câu nói là mình đi khi mình nghe đến những người mà ở như là miền quê rồi đó. Bây giờ cái Khang muốn thử cái món kế tiếp là cơm quẹt. Thì mình sẽ ra sao bây giờ mình chờ một chút đang. Tại vì nấu nóng phải ăn liền chứ không phải là nấu trước nha mọi người. Năm nay đặc biệt mỗi chỗ tiệm ăn đều có những cái bàn ngồi riêng cho mọi người. Cái này Khang thấy khác biệt như mọi năm. Bây giờ một lần nữa mình đang đợi cơm quẹt của mình trở lại nè, quay phần. Ok con ơi con, cảm ơn con. Thank you. Cảm ơn con nhiều. Thank you, thank you. Ok, và bây giờ mình sẽ đi thử món ăn cơm quẹt đây nè. Oh, ở đâu? Watch out guys. Protect the good. Protect the good cơm quẹt đây bạn. Ăn cơm quẹt nào. Cơm quẹt nhà quê. Ok. Cho anh Denmark ăn cơm quẹt trước. Cơm quẹt đi bên, thử cơm quẹt đi. Miếng anh em nói tiếng già. Biết ăn sao nữa, phải đổ sauce lên đó. Cơm quẹt như là cơm khó, thịt khó đi bên. Cá khó, thịt khó. Wow. Ngon không? Your mom do this? No hả? Ngon hơn mẹ nấu hả? Cơm cháy. Cơm cháy khó. Món ăn mà khác biệt nhất của năm này đó mọi người. À, món ăn đường phố này là legit. Cơm quẹt đường phố nhà quê. Và đây là những ngày cuối cùng của Night Market, không biết nữa. Tuần này tuần cuối cùng đúng không? Hay là còn 2 tuần, nói cho Labor Day. Còn 2 tuần nữa. Ngon không? Good. Hả? Khác hả? Chà bông, tôm và sauce. You have to try the sauce with hummus. Vietnamese Taco Bell. Taco Bell á.
Taco Bell. Vietnamese Taco Bell. Good. What do you want? Buy it now. Can you buy them for Mama? Buy them. Buy. Phải ăn cái dưa nữa nha. Sạch không mà lá sugar. Very good. How do you recommend it, guys? Hả? It's good? It's good. Try it. Crispy rice. Ăn mỡ không? Số 1. Số 1 của năm nay. So good to eat again. This is dinner, guys. Đây là cơm tối á. Mà dĩ nhiên đồ mà mình tới từ đầu, từ khi chợ đêm mở cửa, đó là chuối gì vậy? Chuối nướng. Chuối nướng vẫn là số 1 mọi người. Rất là đông đó mọi người. Ngày gần là tuần, những tuần cuối cùng rồi mà rất là đông. Is this the most Vietnamese people you've seen, David? And Tom is not Vietnamese. Khang hỏi người em họ của Khang là cái này có phải là nhiều lần đầu tiên thấy nhiều người Việt Nam đến vậy? Không có tính Việt Nam đâu mọi người. Và bây giờ cuối cùng mình cũng phải trở lại cho chuối nướng thôi. Vậy đó. Và đó, mình đã tìm được cái món ăn đường phố Việt Nam đặc biệt nhất của năm này tại hội chợ đêm Phước Lộc Thọ. Đó là cơm quẹt nè mọi người. Bây giờ mình còn sẽ ăn những cái món gì đây? Xin khán giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp nè. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Ăn thử trái xay nè. No, it's called trái xay. Yeah. We call trái xay. Trái xay hay là trái nhung? Trái xay, trái xay. Trái xay. Ăn thử thôi mà. Trái xay á. Chắc chắn là trái xay này không có ở Denmark ha. We don't have exotic things. Ngon đi mệt, ngọt ngọt rồi. Mình try cho xay chứ. Short to can. Fluffy. Like a childhood fruit. Yeah. Của tuổi thơ nhưng mà nó too fluffy. Ăn như là nhai hột không à? Trái thiệt nghĩ nó ít hơn, ít fluffy hơn. À, đây mình cũng có rất là nhiều bạn trẻ, rất là trẻ nhưng mà bắt đầu mở tiệm ăn ở đây, một cách kiếm tiền cho vui đúng không mọi người, cũng rất là hay năng.
hoan hô những người bạn trẻ. Và không khí đây nó là mình có người lớn mà còn cả trẻ nữa. Các bạn trẻ này rất là hay. Không khí, một cái không khí mà đầy đủ lớn, lớn tuổi, trẻ tuổi đều có mặt đây hết. Ăn thử đi Dương, có ngon như là những ngày xưa không? Cái này khác hơn là mực ở mua này, mực tươi á, nó ngọt hơn, sweet à. Hiếu thứ hai ở đây có những cái gì đây mọi người? Và ở đây có má heo nướng chao, wow, phá lấu xào, khoai tây, lát phô mai, cá viên chiên, tàu hũ chiên, phá lấu bánh mì phần 1. Đây là một cái tiệm mới mở nè mọi người. Mỗi đêm đều có văn nghệ thoải mái vui chơi nè mọi người. Khang nghĩ năm này khác biệt là mỗi tiệm ăn đều có bàn ghế cho những người ngồi để vừa mua ăn và ngồi để ăn nè. Cái khác biệt của năm nay và đồ ít thì Khang nghĩ những món ăn ít hơn những cái năm ngoái. Mình tìm một vài món ăn là đặc biệt đó mọi người. Beef or pork? Pork, thịt heo, thịt nướng heo. Nhiều xả cho nên sẽ không còn hôi mùi vị heo. Và mình ăn luôn thịt heo luôn nè. Để ý thịt heo họ nướng có nhiều mỡ. Nó mặn đó hả mặn? Nó là nó cay. Cay vậy? Good. Number one. Heo này ngon hơn ở Denmark rồi. Heo nướng. Thịt heo nướng. Lá xả, nhiều xả hả? Nhiều xả. Một trong tiệm có tên tuổi là tiệm bán kem này nè, mình đang chờ đây. Do they have something like this in Denmark? No, like for... Tết Trung Thu. Nhưng mà có như là like Denmark night market in there. Over there họ uống bia nhiều hơn không? Christmas party? Christmas market, I see. Was you Jack and Ram free? Okay. Ooh, ngon không guys? Đây là must be món ăn đặc biệt nhất ở chợ đêm cho các em trẻ ở đây. Thì nó sẽ có kem nè, kem cái này là dừa. Kem dừa với xoài. Dừa thôi hả? Chỉ dừa thôi, dừa và mít. Number one ice cream. Số 1. Vậy là cái video cũng hơi dài rồi khán giả, và cũng một lần nữa cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi chương trình An đi lang thang hoặc Passport to Success trên đài Little Sài Gòn TV. Thì dĩ nhiên ở đây mình đã được xem những món ăn, những cái trò chơi, nhưng mà đặc biệt cũng có những vấn đề ở đây nè khán giả. Vấn đề gì? Xin khán giả cùng xem nè. Nếu khán bia ở đây không cho bán bia thì những người này như nghe nói là đừng bán bia.
Nhưng mà ở đây mình có thấy là security rất là kỹ nè mọi người, vì họ chỉ không có license. Đây là jam, họ tưởng là beer. Hey, và bây giờ đến ca nhạc.